Rồi, ok ha. Rồi bây giờ để bắt đầu bài học thì anh muốn các bạn nhìn vô hai cái hình này. Rồi các bạn cho anh biết coi là hai hình này đưa tới cho các bạn một cái ý nghĩ. Ủa học gì anh? Em mới vô, em mới vô. Học xong bài rồi. Bài mày mới anh. Ừ, bài mới xong rồi. Rồi các bạn nhìn vô hai tấm hình này, các bạn có suy nghĩ gì về hai tấm hình này? Nhất là gợi cho các bạn những cái ý tưởng gì? Dạ. Cái thải nhựa, ni lông. Rác thải nhựa ở dưới biển đúng không? Rồi còn gì nữa không các bạn? Ni Này chắc các bạn lông, nghe rất là nhiều. poly polymer. Rồi ok ha. Rồi như vậy thì các bạn nhìn vô hai tấm hình này thì chắc là các bạn đã tức là các bạn có rất là nhiều những cái ý tưởng liên quan tới hai tấm hình này. Thì các bạn nhìn vô thì chúng ta cũng đã thấy rất là rõ rồi, đúng, bên này có một cái chữ help me và các bạn thấy rất là nhiều những cái bịch ni lông và những cái chai chai nước, chai nhựa tùm lum nè, các bạn thấy không nè. Thì những cái chiến dịch mà sống xanh đúng không, sống xanh sống sạch gì đó mà giảm thiểu rác thải nhựa cũng có rất là nhiều rồi, và anh nghĩ rằng là những cái chiến dịch đó cũng đã đủ để mà đưa đến cho các bạn những cái nhận thức về việc sử dụng nhựa đúng không, sử dụng những cái vật vật dụng bằng nhựa mà sử dụng một lần, mình hạn chế nó để mà mình giúp cho môi trường nó bớt ô nhiễm đúng không. Rồi nhưng mà bây giờ cái vấn đề hôm nay mình học tới á, đó là mình đặt ra câu hỏi là tại sao rác thải nhựa lại bị ghét như vậy. Bạn nào biết không tại sao cái rác thải nhựa bị ghét tới mức như vậy, lại lại bị Em người ta anti, tại sao vậy? dạ tại vì nó khó phân hủy. Đúng rồi, tại nó khó phân hủy đúng không, này báo chí cũng nói quá trời đúng không các bạn, đó là Dạ. bởi vì rác thải nhựa thì khó phân hủy, hiểu chưa? Vậy tại sao nó lại khó phân hủy đúng không, nếu mà mình đi sâu về cấu trúc của nó thì tại sao nó khó phân hủy. Giống như là mình tại sao đồ ăn của mình nó ví dụ như là rau củ mình không ăn hết, các bạn mấy bạn đem chôn dưới đất cái hồi mở ra không thấy gì hết, chỉ thấy đất thôi, tức là đã phân hủy hoàn toàn đúng không các bạn. Nhưng tại sao những cái rác thải nhựa này, những cái bịch ni lông này, những cái chai nước nhựa này bỏ ở dưới biển để chôn ở dưới đất 500 năm sau nó vẫn còn, tại sao như vậy? Là bởi vì nếu như chúng ta xem về cấu trúc của nó thì những cái bịch ni lông này nè thì thường nó được dùng những nó được tổng hợp bởi những cái polymer ha, và thường chúng ta sẽ gặp ví dụ như là PE lớp 11 các bạn học rồi, nó là polyethylene. Polyethylene. Vậy polyethylene cấu trúc nó như thế nào? Anh vẽ một cái mạch, một cái đoạn polyethylene cho các bạn xem ha. Polyethylene nó như thế này. Đây là một đoạn mà anh vẽ polyethylene và còn rất là dài ha, rất là dài nữa đó. Vậy các bạn nhìn vào cái đoạn mạch này, các bạn có nhận xét gì về cái cấu trúc của polyethylene và chúng ta có thể suy ra được là tại sao nó lại khó phân hủy không? Các bạn Liên nhìn kết vô cái với cấu trúc nhau này, chặt chẽ. nó liên kết với nhau thêm một cái mạch dài, và các bạn thấy là cái liên kết giữa C với C là cái liên kết rất là khó để chúng ta bẻ gãy nó, tại vì đây là liên kết đơn đúng không các bạn. Các bạn thường các bạn học là ví dụ như là mình có liên kết pi, liên kết đôi, liên kết ba, thì mấy cái liên kết pi là liên kết kém bền đúng không các bạn. Nhưng mà chúng ta đã học đó rồi, liên kết pi là liên kết kém bền, cho nên nếu mà phản ứng thì nó chỉ có thể bẻ cái liên kết pi thôi. Còn nếu mà muốn mà bẻ luôn cái liên kết đơn như thế này thì cần phải một cái điều kiện khá là khắc nghiệt, tức là mình phải đun nóng, mình phải đốt cháy hoặc là vừa ở áp suất cao vân vân đúng không các bạn. Như vậy thì các bạn thấy là cái mạch của polyethylene nè, nó là một cái mạch chứa rất nhiều nguyên tử carbon, tất nhiên có hydro nữa ha, nhưng mà các nguyên tử carbon này nó như thế nào, nó nối dài với nhau. Vậy để mà phân hủy được thì môi trường phải có cái gì đó để cắt cái này ra thì mới phân hủy được đúng không. Mà mấy cái tụi vi khuẩn, tại vì những ví dụ như là cái gì đó mà chôn dưới đất thì muốn bị phân hủy là do mấy con vi khuẩn xung quanh nó sẽ phân hủy các bạn. Mà cái tụi vi khuẩn đó là vi khuẩn tự thiên nhiên mà, còn cái đồ này là đồ của con người tổng hợp ra, làm sao mà nó có thể chống lại được cái mớ này đúng không? Nó không đủ sức để mà nó có thể cắt được những cái liên kết này ra, hay nói cách khác là nó không có cái enzyme thích hợp để mà nó phân hủy những cái chất như thế này. Đó là lý do tại sao mà những cái
chất thải nhựa, rồi những cái chai nước bằng nhựa này mình có quăng xuống dưới biển, chôn dưới đất hoài mà nó cũng không phân hủy, thì trừ khi bị con sinh vật nào nó ăn thôi. Ví dụ như là cái hình con rùa này bị mắc vào, các bạn thấy không? Đó thì rất là nhiều những cái bức hình mà người ta đã chụp là sinh vật biển ăn phải những hạt nhựa, đúng không các bạn? Và những cái hạt này gần như là không, rất khó phân hủy, mấy trăm năm nó vẫn còn, là bởi vì cấu trúc của nó như thế nào. Cấu trúc của nó là một cấu trúc rất là dài bởi nhiều những cái nguyên tử carbon nối với nhau, được chưa? Và những cái phân tử, những cái hợp chất có cấu trúc nó dài, rất rất là dài như thế này, và nó được cấu tạo từ những cái thành phần nhỏ nối dài với nhau. Các bạn tưởng tượng giống như sợi dây chuyền vậy đó, thì người ta gọi những cái hợp chất đó là polymer ha, những hợp chất đó là polymer. Rồi cái chữ chính xác của nó là như thế này, thì nếu mà các bạn nào học tiếng Anh mà kỹ chút xíu thì các bạn sẽ biết là cái chữ poly nè, cái chữ poly là nhiều, đúng không các bạn? Chữ poly này là nhiều ha. Còn cái chữ mer này nè, polymer ha, thì cái chữ mer này nó là những cái đơn vị. Như vậy polymer hay là polymer đó làm những cái hợp chất được cấu tạo từ nhiều nhiều cái đơn vị cấu trúc nối lại với nhau đó. Mình hiểu khái niệm đơn giản như vậy, được chưa? Vậy qua đây các bạn thấy là polymer nó là những cái hợp chất dài, đúng không? Và rõ ràng đây nhựa nè, cái mạch của nó là mạch carbon rất là dài, rất khó phân hủy, được không? Rồi đây là một ví dụ của polymer ha. Một ví dụ polymer đó là nhựa. Nhựa thì mình hay nói từ nhựa nó, ví dụ như là mấy cái bao bọc nè, mấy cái bọc ni lông, bọc giấy nè, à, không phải bọc giấy, bọc nhựa, đúng không? Rồi mấy cái chai nước, rồi nhiều thứ lắm làm bằng nhựa, đúng không các bạn? Rồi tiếp tục ha, tới này các bạn thấy bên đây là gì? Đây là gì? Cao su anh. Nhựa. Không, này nè. Ống nước, anh hỏi cái gì mà đúng không? Ống nước. Thì các bạn thấy ở đây người ta ghi chữ ống UPVC. Thì PVC nó cũng là một loại polymer ha. PVC này nó là chữ viết tắt của chữ poly. Các bạn thấy mấy cái tên của thằng polymer nó toàn có chữ poly ha. Poly, V là vinyl, C là chlorure. Được chưa? Nó là cấu trúc của cái đơn vị ở đây đó chính là vinyl chlorua, và nhiều cái đơn vị vinyl chlorua kết hợp lại với nhau chúng ta thu được một cái polyvinyl chlorua. Và bây giờ nếu mà anh viết cấu trúc của nó ra thì nó như thế này. Rồi các bạn tự điền H vô ha, cái H thì anh lười viết quá, được không các bạn? Bạn thì đó, nếu mà anh viết cấu trúc ra thì bạn thấy là cái cấu trúc của nó cũng được cấu tạo từ nhiều nguyên tử carbon, là một cái mạch carbon rất là dài nối với nhau. Vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái ống nước nhựa như thế này thì cũng rất là khó để phân hủy. Rõ ràng các bạn thấy là nội mà mình lấy dao cắt là còn không được, đúng không? Kéo là chắc chắn không, mà dao cắt còn không được, mình phải lấy cưa, mình cưa nó ra. Bạn thấy cấu trúc của nó rất là kinh khủng, đúng không? Rất là bền chắc ha. Rồi bên này là gì? Hình bên này. Dạ, cao su. Lớp xe nè. Ừ, lớp xe, anh hỏi cái gì hiểu không? Lớp xe, nhưng mà lớp xe là bằng cao su, đúng rồi. Và các bạn thấy là hàng năm á, các bạn thấy là có nhiều tấm hình giống như vậy lắm, thì hàng năm mà thải ra tới anh không nhớ nữa, nói chung là thải ra rất là nhiều những cái lớp xe này bị hư, tức là người ta không sử dụng nữa, nó bị lão hóa rồi, người ta không sử dụng nữa ha, người ta thải ra. Và có nguyên một người ta gọi là một cái nghĩa địa lốp xe ở bên Mỹ các bạn, thì người ta phải, những cái công ty cao su lớn đó, họ phải đầu tư để mà xử lý những cái nghĩa địa này, còn không là chất chồng lên. Và rõ ràng cao su này nó cũng là một loại polymer, đúng không? Hồi nãy mình mới nói là nhựa, rồi mấy cái nhựa như là bọc ni lông, rồi chai nước này nọ, nó là cái polymer, đúng không? Thì đây cao su cũng là một loại polymer ha. Và có nhiều loại polymer lắm, và cái lớp xe này á, nó bao gồm có cao su thiên nhiên. Bạn biết cao su thiên nhiên đúng không? Là cái cây cao su á, cái cây cao su xong người ta khoét, người ta lấy nhựa ra, thì cái trong cái chất nhựa đó nó cũng là một loại cao su, người ta gọi là cao su thiên nhiên. Rồi có rất là nhiều những cao su khác mà con người tổng hợp ra xong người ta trộn vào đây với một cái cấu trúc nhất định nào đó thì nó mới ra được cái lớp xe như thế này. Đó, thì các bạn thấy là polymer trong cuộc sống của mình nó rất là quan trọng, đúng không?
và có những cái thứ polymer mà nó cực kỳ quan trọng luôn. Không có nó thì khỏi ăn. Đúng không các bạn? Đúng không? Polymer ăn được không? Đó nè, polymer cấu trúc vậy nè, ăn được không các bạn? Ủa? Không, hỏi thiệt á. Ăn được không á? Ừ nè. Đúng rồi, polymer cấu trúc như thế này là không ăn được. Nhưng các bạn không có polymer thì các bạn cũng sẽ không ăn được, đúng không? Bởi vì polymer, cái tờ ở trong ví các bạn cũng làm từ polymer. Đúng không? Cái tờ tiền á. Các bạn nghe tiền polymer rồi đúng không? Thì cái tờ tiền đó nó cũng là một, nó cũng làm từ một cái vật liệu polymer ha. Cho nên là anh nói là polymer không ăn được, nhưng nếu không có polymer kiểu đó thì mình cũng sẽ không có gì để ăn, đúng không? Không có tiền ăn cái gì ha. Rồi tiếp tục đến này. Nãy giờ mình nói đến cái việc là polymer đúng là nó quan trọng, nhưng mà cái việc nó khó phân hủy là một cái vấn đề rất là nan giải, đúng không? Nhưng bây giờ ở đây có bao giờ các bạn nghe là rác thải quần áo không? Rồi nghe rác thải chỉ không? Này, cái này cũng chỉ đó các bạn. Dạ. Người ta có anti cái việc sử dụng quần áo, anti cái việc sử dụng chỉ không? Sử dụng vải không? Dạ không. Không, đúng không? Và rõ ràng là tất nhiên mình không thể nào anti việc đó được. Và cái thứ hai nữa, đây cũng là một loại polymer nhưng mà nó không có khó phân hủy, nó không có phải là cái mục tiêu mà gây ô nhiễm môi trường. Bởi vì bản chất nó cũng là polymer nhưng cái cấu trúc của nó khác. Nha các bạn, cái cấu trúc của nó khác. Bây giờ anh vẽ một cái kiểu cấu trúc của cái của những cái tơ ha. Cái này người ta gọi là tơ đó các bạn. Cái chỉ này cũng làm từ tơ nè, rồi cái này cũng làm từ tơ nè. Thì bây giờ anh vẽ một cái cấu trúc có rất là nhiều loại tơ, anh vẽ đại một cái thôi. Anh không nhớ cái cấu trúc nó là gì ha, nhưng mà anh vẽ đại là cái góc R thôi được không? Rồi, các bạn nhìn vô cấu trúc này. Đây, nhìn vô cấu trúc này ha. Thì anh không nhớ cái R đó là gì, nên vẽ đại thôi. Nhưng mà đây là một loại tơ. Được các bạn, đây là một loại tơ. Các bạn nhìn vô cái tơ này, các bạn thấy đặc điểm gì? Có liên kết peptide. Có liên kết gì? Liên kết liên kết CONH là đúng rồi, nhưng chắc gì đó là peptide. Muốn nó là peptide thì hai bên phải là gì? Phải là hai cái gốc alpha amino acid. Còn bây giờ anh vẽ một gốc R rồi đó, chắc gì là gốc alpha amino acid, đúng không? Cho nên chúng ta chỉ gọi đây là những cái liên kết amide mà thôi. Ha, đây chỉ là mình chỉ gọi nó là những cái liên kết amide thôi. Được không các bạn? Còn khi nào mình gọi nó là peptide, đã đụng tới chữ peptide thì hai bên phải là các gốc alpha amino acid. Nhớ không? Cái đó quan trọng lắm ha. Còn cái này mình nói một cái CONH bình thường, chắc gì nó hai bên là alpha, cho nên là mình chỉ nói nó là những cái loại hợp chất amide thôi. Và bây giờ các bạn đoán xem, nếu như cấu trúc của tơ là thế này, vậy nó có dễ phân hủy không? Cấu trúc tơ như thế này nó có dễ phân hủy không bạn? Dễ anh. Dễ đúng không? Tại vì mặc dù chúng ta không gọi là peptide, nhưng mà cái liên kết CONH này cũng có thể bị thủy phân. Tại các bạn học rồi, cái thằng peptide đó, chúng ta có phản ứng thủy phân peptide, đúng không? Trong môi trường axit, trong môi trường kiềm, hoặc là dưới xúc tác của enzyme, đúng không các bạn? Vậy ở đây cũng vậy. Đây là cái liên kết CONH thì tất nhiên là nó sẽ không có phải kém bền như là peptide, nhưng mà nó cũng có một cái độ bền nhất định, nó không có cao. Và nó cũng sẽ có thể bị phân hủy khi mà mình cho axit vào, rồi hoặc là cho tiếp xúc với lại môi trường kiềm, hoặc có những cái chất oxy hóa này nọ, thì nó có thể bị phân hủy. Và đó lý do mà nếu như mà các bạn vào phòng thí nghiệm mà các bạn chơi tới những cái acid đặc á, mà các bạn nhỏ vô vải, kiểu gì vải nó cũng đen thui sẽ mà lụng, đúng không? Nói chung là nó cũng sẽ bị phân hủy ha, ở một mức độ nhất định. Vậy các bạn thấy là không phải là cái thằng polymer nào cũng có phân hủy, đúng không? Rõ ràng thằng này là thấy dễ phân hủy rồi đó. Được chưa? Tất nhiên là ở điều kiện bình thường thì người ta cũng sẽ cố gắng làm sao cho cái quần áo của mình, cái vải quần áo của mình nó có độ bền nhất định ha. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào cấu trúc thì rõ ràng nó không phải giống như cấu trúc bên này. Cấu trúc bên này là các bạn thấy những cái chuỗi carbon nối dài rất là khó cắt ra, tương tự bên em vậy. Nhưng đây là những cái liên kết amin, nó dễ bị cắt đứt. Đúng chưa? Vậy thì nói về polymer thì các bạn phải mở rộng nó ra. Cái polymer nó không chỉ là nhựa
Nhựa hay người ta gọi là chất dẻo đó, nó chỉ là một nhánh, nó là một cái nhóm trong polymer mà thôi ha các bạn. Và polymer nó sẽ bao gồm rất là nhiều hơn, ví dụ như là nhựa nè, nãy giờ mình liệt kê là có nhựa nè, đúng không? Hay là, mình học ở trong chương trình mình học mình gọi nó là chất dẻo. Rồi cái nữa là cái gì? Cao su, đúng không? Cái này nhựa ha các bạn, này nhựa ha, này cao su nè. Thấy chưa? Và gì nữa? Tơ. Đúng không? Tơ cũng là một loại polymer. Rồi, bây giờ nếu như mà anh nói về khái niệm polymer như vậy, nhắc lại khái niệm polymer ha. Thôi giờ nói, giờ một bạn nhắc lại cho anh khái niệm polymer đi. Nãy giờ mình nghe rất là nhiều rồi, chúng ta cũng đã hiểu được khái niệm rồi. Vậy polymer là gì các bạn? Nãy em có nói là gì là cái đơn anh? Không phải có nhiều liên kết đơn. Nhiều liên kết với C, với chữ C và C. Cũng phải. Chắc gì? Nè. Là lòng. Để chị biết đi. Polymer nó cứng. Ừ, nhưng mà đó là đặc điểm. Nhưng mà chắc gì cứng em? Ví dụ tờ tiền của em đâu có cứng đâu. Có phân tử khối lớn. Nó dai. Ừ. Dai hay cứng đó là đặc điểm, là nó là khái niệm. Khi mình nói tới polymer thì mình phải hiểu polymer là gì. Nè, nãy mới phân tích nè. Nãy mới phân tích xong. Là cái đơn vị. Nó là những cái hợp chất gồm gì? Gồm rất là nhiều những cái đơn vị. Đúng không bạn? Rất là nhiều những cái đơn vị liên kết với nhau thành một mặt dài đó. Thì chúng ta hiểu thêm một cái khái niệm là như vậy, tí nữa mình sẽ ghi lại cái khái niệm chính xác ha. Nhưng hiện tại bây giờ các bạn hiểu cái khái niệm polymer là những cái hợp chất mà nó rất là lớn, nó rất là lớn, gồm nhiều những cái đơn vị nhỏ kết hợp lại với nhau. Và đó là cái tên của nó, là đã thấy rồi, polymer. Polymer, poly là nhiều ha, mer là những cái đơn vị được chưa, kết hợp lại với nhau. Ok ha. Rồi nói gì nữa quên mất tiêu rồi. Rồi như vậy polymer nó là những cái đơn vị dài như vậy đó, hiểu không các bạn? Rồi như vậy thì tự nhiên anh tính nói gì anh quên mất tiêu rồi, không bỏ đi. À nhớ rồi. Như vậy thì các bạn đã học rất là nhiều loại polymer rồi, nhưng mà mình không có nói tới, mình không có nhắc nó là polymer thôi. Nhưng bây giờ khi mà các bạn đã hiểu được cái khái niệm của chữ polymer rồi, tức là gồm nhiều những cái đơn vị nhỏ kết hợp lại với nhau, thì bây giờ các bạn có thể dựa vào những cái chương nè, chương ester nè, chương carbohydrate nè, chương amin, amino acid peptide nè, dựa vào ba chương đó các bạn hãy nêu giùm anh xem những cái loại hợp chất nào các bạn nghĩ nó là loại hợp chất polymer. Polymer nói khái niệm đơn giản thôi, là những cái hợp chất lớn, đúng không, gồm nhiều cái đơn vị nhỏ kết hợp lại với nhau đó. Mình hiểu cái đơn vị, mình hiểu cái khái niệm như vậy thôi. Rồi bây giờ dựa vào kiến thức của mình học ba chương rồi, đúng không, ester, carbohydrate với amin. Bây giờ các bạn dựa ba chương đó, các bạn hãy liệt kê giùm anh xem những cái hợp chất nào các bạn đã học, các bạn nghĩ đó là polymer. Ghi phần chat đi. Mình coi ha. Rồi ghi đi các bạn. Suy nghĩ nha. Tại vì các bạn suy nghĩ các bạn sẽ nhớ bài, tại vì nó sẽ liên quan rất là nhiều những cái phần trước đó nữa ha. Rồi tiếp đi, còn mà chương ester nè, chương carbohydrate nè, rồi chương amin, amino acid, peptide nè. Gợi ý là trong chương carbohydrate có hai loại, không phải hai đâu, ba bốn cái nữa. À, nêu cái name cụ thể ra luôn sao? Nêu cụ thể nó tên gì á, đấy là loại hợp chất nó tên gì á. Rồi, đó, gợi ý cái là nói được liền, đúng không? Các bạn thấy là
peptide như trên nữa chứ. Rồi các bạn thấy là peptide thì chúng ta đã học rồi, đó là gồm gì các bạn, là được cấu trúc từ nhiều những cái đơn vị là alpha amino acid kết nối lại với nhau qua liên kết peptide, đúng không? Đó, thấy mình nghe là mình đã thấy rồi, gồm nhiều cái gốc alpha amino acid nối lại nhau. Thì mỗi gốc alpha amino acid đó anh gọi đó là một cái đơn vị cấu tạo. Được chưa? Vậy phải gồm nhiều cái đó cấu tạo kết hợp lại với nhau, chúng ta gọi cái loại hợp chất đó là một cái polymer. Được chưa? Rồi gì nữa? Tinh bột. Tinh bột với cellulose, có phải các bạn nhớ tinh bột, ôn lại chút xíu ha. Tinh bột nó là gì? Tinh bột là hỗn hợp. Nhớ ha, tinh bột không phải là một loại phân tử đâu, mà nó là một hỗn hợp của hai loại hợp chất. Thứ nhất là gì các bạn? Nó là tinh bột xíu ha. Tinh bột nó là một hỗn hợp của gì? Thứ nhất là amylose á. Thứ hai là amylopectin. Thì trong đó amylose này nó là những cái là bản chất nó là polymer ha. Là polymer, mà những cái đơn vị này là gì? Đơn vị này chính là glucose. Đúng không? Nó phải là amylopectin được cấu tạo từ nhiều những cái đơn vị là glucose, alpha glucose kết nối lại với nhau. Đúng không các bạn? Rồi đó. Mà cái đặc điểm khác nhau của hai đứa này là gì? Amylose thì nó mạch không phân nhánh, còn amylopectin thì là mạch có phân nhánh, đúng không? Nếu mà mình vẽ nó ra thì ở đâu đó thì nó sẽ có chia nhánh. Được chưa? Đó, ví dụ như thế này. Đó, vân vân. Hai các bạn. Vậy thì đây cũng là một loại polymer. Đúng chưa? Đây cũng là một loại polymer, mà tại vì nó được cấu tạo từ nhiều những cái đơn vị nhỏ kết nối lại với nhau ha. Và rõ ràng mình thấy đây, polymer này nè, nó đâu có khó phân hủy đâu. Đúng không? Nhai vài phát là nó tiêu liền, đúng không các bạn? Nên là không phải lúc nào polymer cũng khó phân hủy, cũng là cứng, cũng là dai. Hồi nãy các bạn nói cứng có dai ha, thực ra cái đó là đặc điểm của một vài loại polymer thôi. Chứ không phải polymer nào cũng cứng với dai. Ăn rõ ràng cơm nó không hề cứng với dai. Còn nếu cơm mà cứng với dai là cơm chưa có chín, nó chưa có chín. Đúng không? Cơm mà chín rồi thì nó tinh bột đầy ở trong đó các bạn, đâu có cứng với dai đâu. Được ha? Rồi, như vậy các bạn phải mở rộng cái khái niệm polymer ra. Tại vì anh biết là cái chữ polymer có thể các bạn đã nghe nhiều rồi, nhưng mà lúc nào có thể là mình đang gói gọn nó trong một cái suy nghĩ, đó là những cái thằng đó nó phải cứng, phải dai, phải khó phân hủy. Đó là những cái thứ mà mình phải anti nó để mà bảo vệ môi trường. Không phải. Thách bạn nào anti được tiền luôn á. Anti tiền, anti cơm luôn á, thiệt đúng không? Cho nên là mình phải mở rộng khái niệm nó ra ha. Rồi gì nữa? Cellulose. Cellulose là nó cũng giống như amylose á, nhưng mà cái cấu trúc của nó là mạch không phân nhánh ha, và cái mạch của nó là không có xoắn, mà thẳng không có xoắn ha các bạn. Mạch sợi theo dạng sợi, và những mỗi cái này nó là đơn vị beta glucose. Được chưa? Và các bạn thấy là cellulose thì nó có trong nhiều trong thực vật vân vân, nó tạo ra cái lớp thành tế bào thực vật, nên mình ăn rau thì mình đã ăn một đống cellulose nào. Được chưa? Đó, rồi mình thấy là mình đã học tới rồi trong chương trình 12, trong chương 11 còn đóng nữa ha, nhưng mà trong chương trình 12 là các bạn đã gặp rất là nhiều những cái loại đó rồi. Và còn nữa này, còn không các bạn, coi có các bạn nào nói được nữa không? Rồi còn một cái nữa mà chúng ta đã học rồi, đó là khi mà các bạn cho cellulose là C6H7O2 OH3 lần, nhớ vụ này không? Đây là cái đây là một cái gốc giống như là C6H10O5 thôi, nhưng mà chúng ta viết như thế này để làm gì? Để thấy có ba cái nhóm OH trong mỗi cái gốc này. Được chưa? Rồi nếu mà các bạn cho tác dụng với lại HNO3 với xúc tác H2SO4 đạt, đúng không? Thì các bạn sẽ thu được gì? C6H7O2 ONO2 ba lần. Thì cái này là NO3 nè, thì chúng ta gọi đây là gì các bạn? Trinitrat. Nói rõ hơn là cellulose trinitrat. Cellulose trinitrat. Và đây bản chất nó cũng là một loại polymer, tại nó cũng N lần nè các bạn thấy chưa? Mỗi cái đơn vị của nó là một cục như thế này. Nó cũng tạo ra những cái mạch rất là dài, mỗi mạch của nó là cấu trúc như thế này. Đó, vậy cellulose trinitrat cũng là một loại polymer, và người ta dùng cái này làm thuốc nổ. Được không? Người ta dùng cái này làm thuốc nổ ha. Đó, cho nên là các bạn đã gặp rất là nhiều rồi. Và qua chương amino acid thì sẽ có peptide nữa. Rồi. Tiếp ha. Ok, như vậy nãy giờ anh nói để cho các bạn thấy mình có một cái khái nhìn rộng về cái polymer. Bây giờ ghi bài.
Nói vậy là được rồi ha. Các bạn mở giùm anh trang số 100. Dạ rồi. Rồi như vậy thì mở trang 100 ha. Hôm nay mình qua chương polymer là cái chương số 4. Chương này chúng ta chỉ học khoảng 2 buổi thôi, 2 đến 3 buổi thôi. Rất là ngắn nhưng học bài rất là nhiều. Nha, nói trước vậy đó, rất là ngắn nhưng học bài rất là nhiều, cho nên là các bạn chuẩn bị tinh thần cuối chương này, cuối tháng này mình kiểm tra luôn chương này ha, cho nó gọn đi. Chương này xong là chúng ta sẽ chương này xong xong rồi chương xong chương amin nữa là các bạn sẽ kết thúc phần hữu cơ. Chúng ta sẽ sang tiếp vô cơ. Ha, chúng ta sang tiếp vô cơ của lớp 12. Rồi. Rồi bây giờ đầu tiên mình ghi về khái niệm đó các bạn. Khái niệm. Hồi nãy giờ nói khái niệm quá trời rồi, giờ mình ghi lại luôn ha. Polymer là những hợp chất có phân tử khối lớn. Do nhiều đơn vị cơ sở và những cái đơn vị cơ sở này người ta gọi là mắt xích. Tí nữa anh sẽ phân biệt một vài cái khái niệm cho các bạn ha. Cái đơn vị cơ sở này nè, người ta gọi nó là mắt xích. Được chưa? Rồi. Tiếp. Liên kết với nhau. À, được chưa các bạn? Vậy chúng ta ví dụ một vài cái ha. Chúng ta ví dụ. Ví dụ như là PE là polyethylene. Các bạn nhớ ethylene là gì không? Là C2H4. Đúng không? Ethylene là C2H4. Vậy bây giờ cấu trúc của polyethylene như thế này. Chúng ta sẽ viết như vậy ha. Chúng ta viết như thế này. Ý nghĩa là gì? Đây là một cái đơn vị. Hiểu không bạn? Đây là một cái đơn vị nè. Và đây người ta gọi đây một cái cục mà là CH2 nối CH2. Đây một cái cục như thế này nè, người ta gọi nó là một đơn vị cơ sở, hay người ta nói nó là mắt xích. Đây chính là mắt xích. Được chưa? Cái phần mà CH2 là một cái mắt xích hay là một đơn vị cơ sở. Thì cái N lần có nghĩa là gì? Có nghĩa là có N cái mắt xích này nối với nhau. Và N này nó tùy ha, tức là tùy lại polymer thì người ta sẽ điều chỉnh cái N này nằm trong khoảng bao nhiêu đó, ví dụ như là vài trăm hoặc vài ngàn, tùy vào cái mục đích người ta sử dụng. Ví dụ người ta muốn điều chế, người ta muốn sản xuất ra cái chai nhựa thì người ta cần N bằng bao nhiêu đó. Anh không nói chai nhựa là PE ha, tại vì có thể chai nhựa là những cái polymer khác, nhưng mà ví dụ như là cùng một loại này, người ta muốn sản xuất cái chất này người ta điều chỉnh N nó lớn, nhưng muốn sản xuất chất kia thì người ta điều chỉnh N nó nhỏ. Các bạn thì người ta có nguyên một cái ngành công nghiệp polymer luôn rất là lớn để mà điều sản xuất, nghiên cứu, điều chế những cái chất mà các bạn đang, những cái vật liệu mà các bạn sử dụng mỗi ngày đó ha. Vậy mỗi cái đơn vị cơ sở này người ta gọi là một cái mắt xích, được không nè? Cái chữ N này nè, người ta gọi là người ta gọi nó là hệ số polymer hóa. Chữ N này nè ha, là hệ số polymer hóa. Hoặc người ta còn gọi là độ polymer hóa. Được chưa? Cái N đó các bạn, người ta gọi là cái hệ số hay là cái độ. Nhưng các bạn hiểu là N có nghĩa là sẽ có N cái mắt xích nối lại với nhau. Hiểu không? Rồi. Các bạn phải phân biệt cái mắt xích này với cái chữ monomer. Polymer là nhiều đơn vị. Monomer là một đơn vị. Nhưng mà cái chữ mắc xích nó không có giống chữ monomer ha. Cái mắc xích nó là những cái đơn vị nằm bên trong cái polymer thì người ta gọi là mắc xích. Nhưng mà cái phân tử tạo thành polymer người ta gọi đó là monomer. Ví dụ ở đây phân tử tạo thành polymer là phân tử ethylene C2H4. Được chưa? Tức là ethylene người ta gọi là monomer. Nhưng mà khi mà tạo thành cái polymer dài như thế này rồi thì mỗi cái đơn vị như thế này người ta gọi là một mắt xích.
Đó, nên hai cái này nó có vẻ như nó gần gần giống nhau nhưng mà khái niệm nó khác nhau ha. Các bạn lưu ý cái này. Monomer là cái phân tử tạo nên polymer đó. Còn cái mắc xích là khi mà mình tạo được polymer rồi thì mỗi cái đơn vị nhỏ người ta gọi là một mắc xích. Được chưa? Rồi còn cái chữ N là hệ số polymer hóa. Đó, một vài cái khái niệm ha. Nó cũng không có nặng nề lắm đâu. Cái này chương này, cái phần lý thuyết này không có nhiều. Cái bảng phía sau nè mới là vấn đề của các bạn ha, và đi thi chủ yếu là các bạn phía sau. Và những cái khái niệm này thì tất nhiên vẫn có nhưng ít hơn. Nhưng mà các bạn hiểu cái này thì chúng ta sẽ học cái bảng đó nó thuận lợi hơn các bạn. Rồi. Tiếp tục ha. Số 2, phân loại. Khái niệm thì các bạn nắm được đúng không? Nãy giờ anh cũng nói quá trời nói rồi. Đúng chưa? Và các bạn cũng, chính các bạn cũng đã nêu được ví dụ rồi. Đúng không nè? Rồi, vậy thứ hai ha, phân loại. Thì người ta có thể phân loại theo nguồn gốc. Nguồn gốc thì có thể, nó sẽ có, người ta sẽ phân thành hai loại ha. Đó là polymer thiên nhiên. Có ba loại luôn đi cho nó dễ. Thứ nhất là polymer thiên nhiên ha các bạn. Thứ hai là polymer nhân tạo. Thứ ba là polymer tổng hợp. Rồi một bạn nêu giùm anh xem cái polymer thiên nhiên các bạn có thể kể được là gì. Thôi liệt ghi vô phần chat đi. Các bạn suy nghĩ thử xem polymer thiên nhiên là những hợp chất gì. Tức là mình nêu ví dụ á, polymer thiên nhiên mình nêu ví dụ nó ra. Các bạn suy nghĩ xem, các bạn ghi vô phần chat thử ha. Các bạn nhìn xung quanh coi là các bạn nghĩ xem là có những cái hợp chất, nó hợp những cái vật liệu nào người ta gọi là polymer thiên nhiên. Giống nãy giờ chúng ta đã liệt kê được quá trời rồi nè. Ghi vô phần chat đi các bạn, ghi phần chat để anh thống kê cho các, để các bạn có thể, nhiều bạn nêu được ý kiến ha. Gì cơm chiên ở đây vậy Trí? Dạ là gạo cơm anh. Thì liên quan gì cơm chiên? Nó là một món ăn mà. Để em đổi lại. Ý em là tinh bột đúng không? Rồi. Dạ, đúng rồi. Các bạn cũng đã liệt kê được khá là nhiều rồi nè. Tinh bột nè, cellulose đúng không? Tơ tằm. Ở trên đây có bạn nói là tơ là chưa chính xác. Tại vì cái tơ đó có thể là tơ nhân tạo hoặc tơ tổng hợp. Tại vì cái vải, cái áo của bạn đang mặc đó, có thể là được lấy từ tơ tằm. Mà trời, cái vải này mà lấy tơ tằm là hơi bị mắc á. Đúng không? Mấy cái lụa, nhung lụa thì nọ là giờ từ tơ tằm á các bạn, hơi bị mắc luôn đúng không? Đâu phải ai mà cũng sống trong nhung lụa được đúng không các bạn? Và đâu phải ai cũng thích mặc đồ nhung lụa. Nó không phải là tơ nào cũng là tơ thiên nhiên ha, không phải là polymer thiên nhiên, vẫn có thể người ta tổng hợp ra. Được không? Rồi, len, chính xác. Len với bông. Và cái mà các bạn hay gặp là thực ra cái len với cái bông đó nó thuộc vào cái phần là cellulose đó các bạn. Tại vì trong cái bông gòn á, trong bông gòn á, nó sẽ chứa tới khoảng 90% là cellulose. Cho nên cái vải các bạn mặc, mà khi mà các bạn thấy cái vải người ta ghi là vải cô tông. Vải cô tông thì vải cô tông đó nó là bông đó, là cái chữ bông của các bạn đó ha. Và nó chứa cellulose trong đó.
được chưa? Nó chứa cellulose trong đó. Rồi như vậy thì các bạn đã liệt kê được rất là nhiều rồi. Vậy mình có thể liệt kê rất là nhiều polymer thiên nhiên mà các bạn hãy nghĩ tới ha. Đã liệt kê một vài cái, ví dụ như là cellulose, cellulose ha, thì nó có trong bông nè, ví dụ ha. Rồi gì nữa? Tơ tằm. Tơ tằm là thường nó là, tơ tằm hình như là protein ha các bạn. Tơ tằm nó cái cấu trúc hóa học của nó là protein. Rồi cái gì nữa? Một cái mà nãy giờ các bạn không nói là cao su thiên nhiên. Chắc là anh phải cắt ra một dòng cho nó thoải mái quá, chứ không có đủ chỗ. Cao su thiên nhiên cũng là một loại tơ, cũng là một loại polymer thiên nhiên. Là cái mà hồi nãy anh có nói là các bạn thấy mấy cái hình mà người ta hay cho hay trong mấy cái đồn điền cao su á, xong rồi khoét một cái rãnh đúng không, xong rồi cho nhựa cái cao su chảy xuống, thì đó chính là xong rồi người ta lấy cái nhựa cái cao su đó người ta đem chế biến thêm một xíu nữa thì chúng ta sẽ thu được cao su ha. À, đó là một cái nguồn gốc cao su thiên nhiên. Rồi còn nhiều nữa mình vân vân ha, thì cái này là kiểu là các bạn có thể liệt kê được. Nhưng mà cái vấn đề là cái polymer nhân tạo với polymer tổng hợp á thì chúng ta hay bị nhầm lẫn ha. Rồi các bạn hay bị nhầm lẫn ở hai cái là polymer nhân tạo, polymer tổng hợp. Nghe hai chữ này có vẻ giống nhau nhưng thực ra trong cái hóa học về polymer người ta phân biệt nó khác nhau. Polymer nhân tạo có tên khác là bán tổng hợp ha. Polymer nhân tạo sẽ có tên khác là bán tổng hợp, được chưa? Nó sẽ khác polymer tổng hợp đó các bạn. Nó khác chỗ nào? Anh đưa cái này xuống nữa nha. Rồi, polymer nhân tạo hay còn gọi là tên khác là bán tổng hợp ha. Nó khác ở chỗ nào các bạn? Polymer nhân tạo có nghĩa là người ta lấy những cái vật liệu từ trong thiên nhiên, sau đó người ta chế hóa lại, người ta thêm cái gì đó vào, hoặc người ta cắt bớt thêm, tức là người ta chế hóa nó bằng những cái phản ứng hóa học sau đó để thu được một cái polymer. Được không? Tức là người ta lấy những cái polymer thiên nhiên rồi người ta chế hóa nó thêm. Chúng ta sẽ thu được polymer nhân tạo hay gọi là bán tổng hợp, có nghĩa là tổng hợp một nửa. Được không? Tức là lấy có sẵn của người ta rồi, lấy có sẵn của thiên nhiên rồi, bây giờ mình về mình tổng hợp, người ta gọi là bán tổng hợp nữa. Còn cái polymer tổng hợp có nghĩa là chúng ta lấy những cái monomer, chúng ta đem thực hiện phản ứng để tạo ra polymer, đó là polymer tổng hợp. Thì polymer tổng hợp là chính con người tạo ra, con người chưa có gì cả, lấy những monomer tạo ra polymer, thì đó là polymer tổng hợp. Còn nhân tạo là lấy cái polymer thiên nhiên, là ngoài thiên nhiên đã có sẵn rồi. Ví dụ lấy cellulose ha, con người có thể lấy cellulose về chế hóa thêm để tạo ra một cái polymer nhân tạo hay là bán tổng hợp. Và hồi nãy anh có liệt kê cho các bạn đó là cellulose gì? Cellulose trinitrat, đây là một loại polymer nhân tạo. Đúng không? Người ta lấy cellulose về, sau đó người ta cho tác dụng với HNO3, H2O4 đặc, chúng ta sẽ thu được cellulose trinitrat. Đó là một loại thuốc nổ, đúng không? Người ta dùng để làm thuốc nổ ha. Nhưng mà mình nói quá trình đơn giản vậy thôi, nhưng mà thực ra quá trình của người ta phức tạp lắm. Thế các bạn, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cellulose triacetate. Thay vì người ta cho tác dụng HNO3, người ta cho tác dụng với những cái dẫn xuất của acid acetic ha, để thu được triacetate. Còn một cái nữa là tơ visco. Cái cellulose triacetate còn gọi là tơ acetate ha. Anh thêm vào cho nó đầy đủ. Tơ acetate. Rồi cái thứ ba là tơ visco. Rồi, học thuộc giùm anh ba cái này. Tại vì trong chương trình của các bạn chỉ học ba cái polymer nhân tạo thôi. Cellulose trinitrat, cellulose triacetate và tơ visco. Mình chỉ học ba loại này thôi hết. Được chưa? Vậy bây giờ để làm sao để mình phân biệt được, tại vì người ta có thể hỏi những câu trắc nghiệm là polymer nào dưới đây là polymer tổng hợp. Vậy làm sao các bạn? Các bạn học cái thiên nhiên thì thiên nhiên anh ba chấm ha, chỗ thiên nhiên thì kiểu là các bạn có thể tự suy nghĩ được đúng không? Các bạn học cái nhân tạo.
sau đó các bạn loại trừ cái nào không phải thiên nhiên, cái nào không phải nhân tạo mà mình đã học, thì nó phải là tổng hợp. Được chưa? Vậy tổng hợp này rất là nhiều. Và đây, cái mớ này là tổng hợp. Được chưa? Mà nói trước luôn, cái mớ này là anh đã lược bỏ rất nhiều rồi á. Thực sự là sách giáo khoa có nhiều hơn. Sau đó thì anh xem chương trình của bộ, chương trình bộ giảm tải được một mớ cho các bạn rồi đó. Giảm tải được nguyên một cái bài luôn á. Ha, ở đây các bạn thấy nó có ba cái đề mục lớn đúng không? Chất dẻo, tơ và cao su, nó còn thêm một cái đề mục nữa là keo dán. Nhưng mà được giảm tải rồi. Xong rồi trong từng cái phần này nữa là cũng đã giảm tải khá là nhiều rồi. Nên là đây là cái thu gọn, cái tinh gọn nhất rồi đó các bạn. Ha, tinh gọn nhất mà nó còn như thế này nè. Nhìn đi nó sẽ rất là khó học. Nên là anh sẽ cố gắng là vừa nói cái này xong rồi vừa làm trắc nghiệm cho các bạn hãy nhớ ha. Đây, đây là cái mớ này, đây nguyên cái mớ này là polymer tổng hợp. Mày trừ cái dòng này ra thôi ha, trừ cái dòng này thôi. Rồi thôi lỡ cái dòng này ghi luôn đi. Thôi tí nữa ghi. Thôi tí nữa anh cho ghi ha. Trừ cái dòng này là tơ nhân tạo thôi, còn lại là toàn là tổng hợp hết. Được không nè? Vậy thì bây giờ để mà phân loại nguồn gốc các bạn học giùm anh. Polymer thiên nhiên với polymer nhân tạo. Nhớ polymer nhân tạo học ba đứa thôi. Đúng ba đứa học. Được chưa? Polymer nhân tạo hay còn gọi là tơ bán tổng polymer bán tổng hợp. Học đúng ba cái này không? Ok chưa? Rồi còn lại là polymer tổng hợp ha. Rồi đó là nguồn gốc. Ok. Rồi tiếp theo là cấu trúc, phân loại theo cấu trúc. Tiếp theo là phân loại theo cấu trúc. Cấu trúc thì cũng có thể có ba loại, người ta cũng chia ra thành ba loại các bạn. Nhất là cấu trúc không phân nhánh, thứ hai là phân nhánh, thứ ba là mạng không gian. Không phân nhánh. Phân nhánh. Rồi, cấu trúc phân nhánh các bạn học giùm anh hai cái. Thứ nhất là amylopectin, cái này mình biết rồi đúng không? Bên bài carbohydrate mình đã học rồi. Thứ nhất là amylopectin, thứ hai là glycogen. Thì glycogen là gì, đừng có lộn với lại glucose hay là cái gì glycerol nha. Có nhiều bạn lộn cái này là glycerol lắm. Glycogen nó là cái dạng dự trữ của glucose trong gan của mình, trong cơ luôn các bạn. Tại vì mình nhiều khi mình ăn cơm mà có những cái bữa các bạn ăn cơm nhiều quá, nhưng mà tại vì glucose thôi, mình học carbohydrate mình đã biết rồi, glucose là cái dạng năng lượng mà cơ thể cần, cho nên là cơ thể hả, cứ thấy glucose vô là nó sẽ lấy, nó không có đào thải ra, tức là nó không có chê. Nếu mà không chê thì nó không có chê lúc nào, bao giờ chê hết á, nó sẽ lấy hết, hiểu không? Đối với glucose thì cơ thể sẽ lấy hết, nhưng mà đâu phải lúc nào cơ thể cũng cần, đúng không các bạn? Đâu phải lúc nào cơ thể cũng cần đâu. Lúc thì mình no, lúc mình đói, đúng không các bạn? Đâu phải lúc nào cũng cần mà đâu phải lúc nào cũng đủ. Cho nên thì cái phần đã sử dụng á, thì tế bào sử dụng rồi, cái phần mà chưa sử dụng đưa về gan hoặc là cơ các bạn, thì nó sẽ dự trữ ở dạng glycogen. Glycogen là cái polymer được cấu tạo từ rất là nhiều những cái đơn vị là glucose ha, và cấu trúc của nó phân nhánh. Được chưa? Cấu trúc của nó phân nhánh. Đó, thì các bạn nhớ như vậy. Mình học hai cái polymer có cấu trúc phân nhánh. Đó là amylopectin và glycogen. Được chưa? Rồi, chúng ta học tiếp hai loại polymer có cấu trúc mạng không gian. Thứ nhất là nhựa bakelit. Nhựa bakelit ha, nhựa bakelit này được tổng hợp từ mấy cái như là phenol này nọ, nhưng mà nên được cái phần này được giảm tải nè, cho nên anh sẽ không nói sâu ha. Cái thứ hai là cao su lưu hóa. Cao su lưu hóa. Là tí anh sẽ nói cao su lưu hóa là gì ha. Rồi ok. Rồi còn những cái polymer nào là polymer không phân nhánh là cái còn lại. Hiểu không? Vậy cái này cũng vậy, chúng ta cũng sẽ học hai cái ha, đó là polymer phân nhánh, đó là amylopectin, glycogen.
Còn mạng không gian là giữa bakelite với lại cao su lưu hóa. Vậy cấu trúc mà không phân nhánh là những đứa còn lại. Được chưa? Vậy đó mình học những cái mà anh tô vàng. Còn nếu không phải cái tô vàng là cái còn lại. Ok, đó. Thì học rất là nhiều nhưng mà sẽ chỉ các bạn cái cách học ha. Còn nhớ hay không là hên xui như tâm linh nữa. Tại vì có nhiều anh chị mà tới lúc thi đại học luôn mà vẫn mà nói với anh là em chấp mấy câu polymer đề ra 4 câu các bạn. 4 câu polymer là biết mấy điểm không? Là 1 điểm. 1 điểm 4 câu lý thuyết về polymer thôi. Mà polymer rất chỉ toàn lý thuyết nha các bạn, bài tập gần như không có. Đi thi đại học là bài tập polymer không có luôn á, chỉ có lý thuyết polymer thôi, toàn bộ lý thuyết mà không học là 4 câu. 4 câu đó tương đương với lại 1 điểm. Vậy nếu như giả sử các bạn làm đúng hết phần nâng cao, các bạn vẫn chỉ được 9 điểm thôi. Nó bằng với một bạn chỉ làm cơ bản không học nâng cao. Đúng không? Đó, cho nên đừng có dạy ha. Những cái phần mà anh kêu lý thuyết các bạn phải học hết, đi thi có hết. Đúng chưa? Nên là mình đừng có né cái gì hết trơn, muốn đạt điểm cao thì phải không làm sai cơ bản. Ok ha, cho nên là mình cố gắng học nha. Phần này là cố gắng học xíu. Rồi tiếp tục ha. Rồi bây giờ mình đến cái phần tiếp theo là điều chế. Phần 3 La Mã. Rồi, ba la mã điều chế ha. Rồi bây giờ các bạn xem giùm anh hai cái phương trình này. Sau đó các bạn cho các bạn nhận xét cái điểm khác biệt của hai quá trình này ha. Rồi, ok. Các bạn nhìn cho hai quá trình này. Và chúng ta nhận xét điểm giống nhau và khác nhau của hai phương trình. Anh đã ghi. Rồi, 30 giây ha. Mình nhìn đi xong rồi mình suy nghĩ. Rồi, một bạn cho anh phát biểu đi. Kêu nha. Minh Thư. Thư đâu là Thư? Ủa, bạn Thư. Để em tí hả? Để lấy mic phải không? Rồi lấy mic đi xong rồi phát biểu ý kiến ha. Rồi trong lúc chờ bạn Thư thì có bạn nào khác có ý kiến không? Thôi để anh chờ bạn khác trước ha.
Xuân Nguyên đi. Xuân Nguyên nè. Ra là cái thứ nhất là nó kiểu như là một cái con có xe bán. Một liên hệ. Cái thứ hai. Ờ, cái thứ hai, rồi như vậy. Để xíu. Để anh ghi lại những cái mà em nói. Rồi, đây ha. Như vậy đầu tiên là em nói là cái đầu tiên cái phương trình đầu đúng không? Phương trình đầu là chỉ có C với H thôi. Đúng không? Rồi. Thì anh nêu đưa ra ha. Chỉ có C với H. Ở cái này thì sao? Có C, H, O, N. Rồi, tiếp tục còn gì nữa? Với lại cái đầu nó mất hoàn toàn cách bi trong cách A cũng còn cách B. Ừ. Thứ hai. Ủa, cái này đâu có liên kết bi đâu em. À, không, em nhập. Ờ, vậy ý thứ hai là gì? Dạ, ý thứ hai là là em có một ý đúng không? Ok. Rồi. Thư xong với em. Dạ rồi anh. Ờ, ok. Rồi, em nói ý kiến của em đi. Hai phương trình này khác nhau như thế nào? Là có ở cái phương trình trên thì có nước. Phương trình dưới chứ. Đúng không? Ở phương trình dưới thì có nước. Ờ. Phương trình trên thì không có nước. Đúng rồi, không có nước. Rồi, còn gì nữa không nè? Hello. Giật quá anh không nghe được. Nói lại đi Thư. Một bạn Thư ban đầu rồi hả? Giác Thư mạng lát rồi. Rồi, vậy thôi anh mời bạn khác ha. Ok. Để coi coi. Đăng Khoa nè. Thưa anh không nghe được gì hết luôn á, chắc là do mic hoặc là do mạng của em á nó bị giật á, xong mà anh không nghe được á. Rồi Khoa, em có ý kiến nào khác không, so sánh với hai phương trình này có gì khác nhau? Ừ, bật mic không được vậy thôi nhắn đi. Tóm tắt ý thôi. Rồi, có O với N là nãy bạn kia nói rồi. Cái nào mà khác hai cái ý này á? Tức là ý đầu tiên là bạn nói là phương trình trên là chỉ có C H, phương trình dưới là có C H O N đúng không? Cái thứ hai nữa là phương trình dưới có nước, còn phương trình trên thì không có nước. Rồi, gì nữa? Những cái ý nào khác không? Ừ, có NH thì đúng rồi, có N. Rồi, được rồi ha. Bây giờ có bạn nào có ý kiến nào khác nữa không? À, bạn Minh nè. Ở trên có liên kết đôi, ở dưới không có. Rồi, số 3 ha, có liên kết đôi, còn ở dưới thì không có liên kết đôi. Ok. Rồi, được rồi. Như vậy thì nói tóm lại là các bạn đã nêu được khá là gần như là đầy đủ những cái điểm khác nhau của hai phương trình này, đúng không? Thực ra giống nhau là gì? Giống nhau là có phải là các bạn thấy ban đầu nó là những cái phân tử nhỏ, đúng không các bạn? Và sau đó thì sau cái quá trình phản ứng thì nó sẽ kết nối lại với nhau thành một cái mạch dài. Đây là cái cấu trúc polymer. Hồi nãy mình có nói rồi đúng không? Cái chữ N này là gì? Là hệ số polymer hóa hay là độ polymer hóa, đúng không các bạn? Tức là từ một cái phân tử nhỏ nó đã kết hợp lại với nhau tạo ra một cái mạch dài, được chưa? Vậy đặc điểm chung của hai phương trình này đó chính là đều tạo ra polymer, đúng chưa? Đều tạo ra polymer. Vậy hai phương trình này là hai phương trình tổng hợp nên polymer, ok chưa? Tổng hợp polymer nhưng nó lại khác nhau, và đây là những điểm khác nhau. Cái điểm khác nhau đầu tiên thì nó cũng không có phải là điểm khác nhau quan trọng, hai cái điểm phía dưới nó mới là điểm quan trọng. Các bạn thấy là phương trình ở trên nó có liên kết đôi, đúng không bạn? Phương trình ở trên có liên kết đôi. Và nhờ cái liên kết đôi này thì trong quá trình phản ứng nó như thế nào? Đây, liên kết đôi nó có pi, đúng không bạn?
đúng không? Nó có pi đúng không? Thì trong quá trình phản ứng cái liên kết pi này nó bị cắt đứt ra. Thì khi mà cắt đứt ra thì mỗi bên carbon nó sẽ chứa một nhánh. Vậy bây giờ anh cũng sẽ có một cái phân tử khác cũng bị cắt đứt giống vậy. Được chưa? Và nhiều những cái phân tử, nhiều những cái đơn vị đã bị cắt đứt như thế này nó nối lại với nhau. Nó tạo ra mặt dài. Được không bạn? Nó tạo ra mặt dài. Như vậy người ta gọi cái phản ứng này nè là phản ứng trùng hợp. Phản ứng trùng hợp, trùng tức là nhiều, trùng trùng điệp điệp á, đúng không? Trùng hợp, trùng tức là nhiều, hợp tức là hợp là hợp lại thôi. Vậy nhiều cái mà hợp lại người ta gọi đó là phản ứng trùng hợp. Được chưa? Còn phản ứng này tên gì? Các bạn nào nhớ không? Phản ứng này nè tên là gì? Tách nước anh. Không. Mới học xong. Mới học rồi. Thủy phân. Gì thủy phân? Đâu ra thủy phân? Ủa. Mới học bài nào anh, bài này hả? Không. Bài trước. Trùng ngưng. Đúng rồi, trùng ngưng, chính xác. Đây là phản ứng trùng ngưng amino acid. Rõ ràng đây là amino acid. Đúng không? Anh lôi vô là có vấn đề là tại vì nó kết nối với bài trước của các bạn. Đúng không? Rõ ràng các bạn thấy đây là một hợp chất mà nó vừa có NH2 vừa có COH này. Trời ơi, quá chuẩn luôn. Đó là amino acid. Các bạn thấy là H2N nhưng mà nó là NH2 đó. Nhưng mà anh viết ngược là thôi. Để thể hiện là N nó nối vô carbon ha. Đó, thì thể hiện vậy thôi. Không có gì hết. Vậy đây là amino acid. Đúng không? Nhiều cái amino acid nó tách nước ra. Vậy thì nếu mà mình viết nó ra thì chính xác nó phải là gì? Nó phải là CH2 nè. Đúng không? 5 lần CO rồi nối với NH rồi tiếp tục nối với lại CH2 5 lần CO vân 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 vân. Đúng không? Vân 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 vân. Các bạn thấy nó có liên kết CO NH này. Đó. Được chưa? Đây là liên kết amide. Được không các bạn? Đây là liên kết amide tại vì cái amino ban đầu đây không phải là alpha amino acid nên chúng ta không gọi đây là peptide. Chúng ta gọi đây là amide thôi. À, hay nói chính xác nó là polyamide tại vì nó rất là nhiều. Được chưa? Và phản ứng dưới này người ta gọi là phản ứng trùng trùng ngưng. Vậy trùng ngưng là gì? Trùng là nhiều. Đúng không? Trùng là nhiều tức là cũng có nhiều cái hợp lại với nhau. Nhưng cái chữ ngưng này nè. Tức là nó ngưng tụ, nó ngưng động. Chữ ngưng nó là chữ ngưng tụ các bạn. Ngưng tụ ra một cái phân tử nhỏ hơn. Ha, chúng ta hiểu đơn giản cái chữ ngưng đó là giống như là ngưng tụ nó tách ra. Các bạn ngưng tụ hay là tách ra những cái phân tử nhỏ hơn. Đây, tách nước. Đúng không? Cho nên cái đặc điểm đây, phương trình ở trên thì không có nước, phương trình ở dưới thì có nước là như vậy. Là bởi vì cái phương trình ở dưới á, nó trong quá trình phản ứng á, nó lại tách ra cái phân tử nhỏ hơn là nước. Người ta gọi nó là phản ứng trùng ngưng. Như vậy phản ứng trùng hợp với trùng ngưng bản chất giống nhau, đó là gì? Đều tạo ra polymer. Nhưng khác nhau là gì? Thứ nhất, đó là ở phần trùng hợp không có tách ra cái gì cả. Còn trùng ngưng nhờ cái chữ ngưng này nè, nếu các bạn biết là nó phải ngưng động, ngưng tụ hoặc là tách ra những cái phân tử nhỏ hơn, thường các bạn gặp là nước. Nhưng mà cái đó thường gặp thôi, nhưng trong thực tế thì có những cái phản ứng mà nó không có tách nước mà nó tách cái gì? Nó tách khác, hiểu không? Rồi đó là đặc điểm khác nhau của trùng hợp với trùng ngưng. Được chưa? Nhớ ha, trùng hợp trùng ngưng đều là hai kiểu, hai cái loại phản ứng để điều chế polymer. Nhưng cái trùng hợp không tách cái gì ra cả, trùng ngưng tách cái phân tử nhỏ ra. Được chưa? Và phân tử nhỏ thường chúng ta gặp đó là nước. Ok. Rồi một cái đặc điểm nữa đó là bạn phát hiện ra ở trên thì có liên kết đôi, ở dưới thì không có. Vậy bây giờ để mà thực hiện phản ứng trùng hợp thì cái điều kiện của nó là phải có liên kết bội. Bội tức là đôi hoặc ba. Tại vì nhờ cái liên kết này nó có cái liên kết pi kém bền. Và khi có liên kết pi kém bền thì nó bị cắt đứt ra, nó tạo ra những cái nhánh hồi nãy anh vẽ đó. Nhớ không? Đó là tạo ra những cái nhánh này nè. Đó các bạn, đúng không? Tạo ra những cái nhánh hồi nãy anh vẽ ha. Cho nên là nhờ cái liên kết đó, những cái nhánh như vậy thì có liên kết pi nó mới tạo ra cái nhánh đó, thì lúc đó nó mới nối lại với nhau được. Được chưa? Về điều kiện để thực hiện phản trùng hợp là phải có liên kết bội, hoặc liên kết bội có thể là đôi hoặc ba ha, hoặc là có vòng kém bền. Thì cái vòng kém bền này mình biết thôi chứ mình không có học tới. Được không? Tức là vòng kém bền khi nó có vòng nó có thể mở vòng để nó kết nối với những cái phần tử khác. Được chưa? Vậy cái đó là điều kiện của phản trùng hợp. Vậy trùng ngưng điều kiện là gì? Điều kiện của trùng ngưng là gì? Tính đặc điểm của trùng ngưng là nó tách ra những phân tử nhỏ. Vậy thì điều kiện
khử trùng ngưng là gì? Nếu anh cho cái thằng này đem thực hiện khử trùng ngưng làm được không? Không. Thằng này không thể nào trùng ngưng được. Phải không? Vậy thì trùng ngưng là gì? Anh xin lỗi, trùng ngưng cái điều kiện của nó là gì? Tức là phân tử có liên kết amid chưa chắc. Anh đang nói là cái điều kiện của cái thằng monomer nè. Ha, điều kiện của monomer, tức là phân tử monomer nó phải có đặc điểm gì thì mới thực hiện được phản trùng ngưng. Trong quá trình phản ứng, các bạn nhớ nè, trong quá trình phản ứng thì nó sẽ phản ứng như thế nào? Có phải nhóm COH nó tách thằng OH ra. Bên đây là nhóm NH2. Nó tách thằng H ra đúng không? Đúng không? Rồi sau đó CONH mới nối lại nhau. Được chưa? Rồi. Như vậy điều kiện của phản ứng trùng ngưng thì cái để mà thực hiện phản ứng trùng ngưng thì cái phân tử nó phải có điều kiện gì? Lớn tính anh. Rộng hơn xíu. Rộng hơn một xíu. Tính acid bây giờ có tính bao giờ? Thực ra đây không phải phản ứng acid bazơ nha. Đây không phải phản ứng acid bazơ đâu. Tại vì rõ ràng nó tách OH hay tách H mà nó tách nước nhưng mà nó không phải phản ứng acid bazơ ha, đừng có lộn. Là không lưỡng cực. Không. Mở rộng ra đi. Giờ anh cho một cái ví dụ khác để các bạn. Để các bạn mở rộng nó ra ha, tức là mình không có gói gọn nó trong này. Anh cho một ví dụ khác ha. À, có hai nhóm chất anh cộng với này, có hai nhóm chất luôn mình, có hai nhóm chất như thế nào? Được, đúng được một nửa rồi đó. Hai nhóm chất có khả năng phản ứng, hai nhóm chất có khả năng phản ứng với nhau, đúng rồi. Lỡ anh vẽ luôn, anh vẽ nốt cái này nha. Đó. Các bạn thấy đây là phản ứng gì? Cái phản ứng ở dưới anh ghi nè là phản ứng gì? Phản ứng ester hóa, đúng không? Nè, có phải OH nó phản ứng với COOH để tạo ra cái này là cái gốc ester chưa? Tương tự bên này, đúng không? Đó, nó cũng tạo ra những cái gốc ester như thế này và nó nối dài với nhau. Như vậy điều kiện của phân tử của monomer để mà thực hiện được phản ứng trùng ngưng đó là nó phải có các nhóm chất sao phản ứng được với nhau. Và các nhóm chất này có thể cùng nằm trong một phân tử, ví dụ như là amino acid này, hoặc là chúng ta cho hai phân tử khác nhau, một đứa là alcohol, một đứa là alcohol ha, với một đứa là acid phản ứng với nhau, được chưa? Cũng có thể tạo ra được polymer bằng phản ứng trùng ngưng. Về điều kiện trùng hợp, nó lại ha, trùng hợp đó là nhiều cái kết hợp lại nhau không tách gì hết. Và điều kiện của nó phải có liên kết bội hoặc vòng kết mệt. Rồi trùng ngưng là tách ra phân tử nhỏ. Và muốn tách ra phân tử nhỏ đó thì nó phải có hai nhóm chất, hai hoặc nhiều nhóm chất ha, nó phản ứng được với nhau. Được chưa? Vậy đó là hai cái phương trình, hai cái cách để chúng ta tổng hợp polymer. Ha các bạn. Rồi như vậy qua phần điều chế. Bây giờ phần điều chế, phần này mình chỉ ghi lại những cái gì nãy giờ anh nói thôi ha. Có hai kiểu là gì? Trùng hợp và trùng ngưng. Rồi, trùng hợp là kết hợp nhiều phân tử nhỏ. Những phân tử nhỏ này có thể giống hoặc khác. Có thể giống hoặc khác nhau. Không có quy định ha. Giống cũng được hoặc khác nhau cũng được. Được chưa? Tạo thành những cái mạch phân tử lớn. Rồi, nếu mà mình hiểu như vậy là được rồi ha. Và các bạn có thể mở ngoặc ra. Đó là gì? Không tách. Đúng không? Tức là mình có sự phân biệt giữa trùng hợp, trùng ngưng, nó không có tách ra. Không có tách cái phân tử nhỏ nào ra hết. Và cái điều kiện là gì? Điều kiện monomer phải có gì các bạn? Phải có thứ nhất là liên kết bội. Liên kết bội, bội là nhiều á. Có thể là đôi hoặc ba ha. Cái thứ hai là vòng kém bền. Được chưa? Đây là điều kiện của trùng hợp.
ha. Điều kiện của trùng hợp là phải có liên kết bội hoặc kém bền. Rồi, cái loại thứ hai, cái kiểu điều chế thứ hai là phưởng trùng ngưng. Đó là cũng là kết hợp nhiều phân tử nhỏ. Đồng thời giải phóng phân giải phóng hay là tách đó, đồng thời là nó còn giải phóng những phân tử nhỏ khác. Ví dụ thường chúng ta gặp đó là nước. Được chưa? Thường chúng ta gặp là nước. Vì qua hai phương trình hồi nãy là bạn có thể nhớ được cái này rồi ha. Và điều kiện là gì? Điều kiện đó là có ít nhất hai nhóm chất có khả năng phản ứng với nhau. Được chưa? Về điều kiện của ở trên này, chú ý hai điều kiện trên này là liên kết bội hoặc vòng kém bền. Được không? Nhưng quan mình chủ yếu mình học cái chỗ liên kết đôi, liên kết ba đó. Cái thứ hai đối với trùng ngưng, điều kiện nó phải có ít nhất hai nhóm chất có khả năng phản ứng với nhau. Được chưa? Rồi, suy ra tiếp luôn Nghiệm Anh. Có hai loại mà trong chương trình chúng ta học thôi. Thứ nhất là tơ ni lông. Xuống dòng đi. Thứ nhất là tơ ni lông, hay còn gọi là tơ polyamide. Cái thứ hai là tơ lapsan. Tơ lapsan là thuộc loại polyester. Các bạn nghe chứ polyester rất là nhiều. Là nhiều hay không anh biết không? Các bạn coi trong cái mạc của cái áo các bạn mua về á, đi shopping á, luôn luôn có cái mạc đúng không? Thì các bạn coi cái mạc đó, ví dụ như lâu lâu người ta ghi 95% cotton, cotton, 5% là polyester, là polyester. Trời gì vậy? 5% là polyester các bạn. Đó. Cái polyester này nè, đây. Đó là một loại tơ ha, một loại tơ được sản xuất từ phản ứng trùng ngưng. Ok ha, và một cái polyester này thì nó thường nó sẽ không có thấm hút mồ hôi. Và còn cotton thì mình học cái cellulose rồi, nó sẽ có tính chất là nó hút nước rất là tốt. Hiểu không các bạn? Rồi đó, chúng ta học hai loại thôi ha. Trong phần trùng ngưng các bạn nhớ luôn giùm anh, có hai loại này chúng ta sẽ học sắp tới là thuộc phản ứng được điều chế bằng phương trùng ngưng. Để cho mình nhớ hai cái này ha. Nhưng mà nhớ cái này anh ghi là cái mẹo để chúng ta học thôi ha, mẹo chúng ta học thôi chứ không phải là trong thực tế người ta chỉ điều chế bằng phương trùng ngưng đâu. Mà có đôi khi có một số loại tơ ni lông thì điều chế bằng phương trùng hợp nữa. Nhưng mà tại vì trong chương trình chúng ta học, các bạn phải học rất là nhiều, cho nên anh đưa những cái mẹo, cái này là cái mẹo nè, hiểu không? Đó, mình đưa ra để các bạn có thể mình khu trú lại những cái phần chúng ta học nó dễ. Nhá. Yeah. Mà mai mốt lỡ như bạn nào đi về chuyên ngành hóa hay gì đó xong rồi phát hiện ra là ủa đâu phải tơ ni lông nào cũng điều chế bằng phưởng trùng ngưng đâu, anh Khánh nói bậy. Thì anh biết là anh đang nói bậy chỗ này, nhưng mà anh nói nhấn mạnh là đây là cái mẹo thôi ha, là trong chương trình chúng ta học. Thì mai nhớ hai cái này. Còn ngoài ra thực tế thì nó còn rất là nhiều loại khác, rất là nhiều những cái khác nữa, hiểu không? Thì mình làm sao mình học hết được, bạn nào thích tìm hiểu thêm. Đó, nói trước giờ để mai mốt mà lỡ học chuyên ngành cái gì đó xong rồi mình phát hiện ra thì chúng ta tự chỉnh sửa lại kiến thức của mình. Ok, rồi. Vậy là mình xong về những cái cơ bản của phần polymer. Được không các bạn? Bây giờ mình đến một cái phần nữa là vật liệu polymer. Bạn liệt kê lại giùm anh coi. Nãy giờ đầu bài nãy giờ luôn anh nhắc mấy cái loại vật liệu polymer rồi, nhớ được em? Dạ, nhớ được những loại nào?
Ba loại nào? Dạ cao su. Cao su, ok. Dạ chỉ vải với lại chỉ vải dạ. Người ta gọi là gì? Chỉ vải người ta gọi là gì á? Sợi là tơ. Ờ, à, là tơ đó, tức là cái vật liệu polymer đó người ta gọi là vật liệu tơ ha. Rồi một cái nữa là gì? Ống nước. Là nhựa đúng không? Ừ, nhựa hay người ta gọi là chất dẻo. Được chưa? Như vậy thì trong chương trình của mình thì mình học những cái loại vật liệu polymer đó. Thứ nhất là chất dẻo. Ngoài ra còn một cái nữa là vật liệu composite ha. Vật liệu composite. Composite hình như đây anh có ghi trong này. À, thì cái phần này các bạn học thêm, tức là nó không nằm trong phần giảm tải nha, anh đã coi rồi, nó không nằm trong phần giảm tải nhưng mà đề thi thì cũng ít gặp tới, cho nên là anh chỉ nêu những cái nào mà chủ yếu là các bạn sẽ thi nhiều để mà các bạn nhớ trước thôi ha. Rồi thì chất dẻo là gì, các bạn có thể liệt kê ví dụ là chất dẻo hay là nhựa, đó là mấy cái chai nước nhựa nè, rồi mấy cái bịch, mấy cái bao, mấy cái túi ni lông đúng không, mấy cái túi nhựa đó, mấy cái đó người ta gọi nó là chất dẻo đúng không? Vậy tại sao người ta gọi là dẻo vậy, đúng không? Chất dẻo thì tất nhiên là nó có tính dẻo. Vậy tại sao người ta gọi nó là có tính dẻo? Còn khoan nói về dẻo ha, tiếp theo là gì? Là cao su. Ủa chết rồi, hết rồi, thôi kệ nó đi, cũng gần hết rồi, không sao đâu. Cao su thì nó có tính gì các bạn, ví dụ như cộng thun mà các bạn hay à, có tính đàn hồi, chính xác, cái cộng thun có tính đàn hồi đúng không, có tính đàn hồi, nó co giãn được đúng không các bạn, có tính đàn hồi. Rồi đó, vậy các bạn thấy là cái chữ dẻo với chữ đàn hồi đừng có nhầm lẫn hai cái này nha. Vậy phân biệt giùm anh đi, dẻo là như thế nào mà đàn hồi là như thế nào? Dẻo là mình bẻ qua trái qua phải, qua trái qua phải được. Ừ, em hết bẻ nó thì nó còn bị vậy không? Còn anh, đàn hồi là lập lại vị trí cũ, quay lại vị trí cũ anh ơi. Còn dẻo là nó dẻo á, biến dạng mãi mãi luôn. Đúng rồi, em lấy một cái chai nước, em bóp, em vặn nó, xem thả tay ra nó vẫn bị méo như vậy, đúng không? Nó vẫn bị méo. Rồi mình lấy một cái bịch, xong mà mình kéo giãn nó, mình thả tay ra, nó có trở về vị trí ban đầu không? Nó giãn luôn, nhiều khi nó đứt luôn, đúng không các bạn? Còn chai nước thì sao? Các bạn vặn xong các bạn móp méo, hoặc là các bạn đốt nó lên hay gì đó thì nó biến dạng, là nó biến luôn, được chưa? Còn tính đàn hồi thì sao? Các bạn kéo ra, thả tay ra, nó trở lại vị trí ban đầu. Những cái thun bột tóc của các bạn kéo ra đúng không, thả tay ra, trở về vị trí ban đầu. Cái nệm cao su kim đan của các bạn, mình nhúng tới nhúng lui, nhưng mà mình nhúng xuống và nó có bị lún luôn không? Không, nó lún đó nhưng mà hết nhúng, mình bước ra khỏi giường thì nó lại trở lại cái nệm phẳng lì như ban đầu, đúng không? Như vậy chúng ta phải phân biệt hai cái chữ này ha. Dẻo có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ biến dạng do lực ha, biến dạng do lực nhưng mà không trở về trạng thái ban đầu, không trở về cái trạng thái ban đầu khi mà mình ngưng tác dụng, được chưa? Còn đàn hồi có nghĩa là gì? Nó cũng biến dạng do lực nhưng mà nó có thể trở về ban đầu khi ngưng tác dụng. Này mình ghi kiểu là sơ sơ để mình hiểu thôi là được rồi. Vậy các bạn phải phân biệt hai cái này, hay đừng có nhầm lẫn cái chữ dẻo với là chữ đàn hồi, được chưa? Rồi rồi tiếp ha. Vậy cao su thì chúng ta có thể phân thành hai loại là cao su thiên nhiên, đúng không? Cao su thiên nhiên với là cao su tổng hợp. Thì bây giờ mình đánh một cái dấu sao về cao su thiên nhiên. Về cao su thiên nhiên thì cao su thiên nhiên các bạn thấy là người ta lấy từ cái nhựa cây cao su, đúng không? Người ta mà lấy cái đó về, thực ra nếu mà
anh cũng không có rành cái quy trình, tại vì anh không có học sâu về cái kỹ thuật đó. Nhưng mà các bạn cứ hiểu rằng là cái cao su thiên nhiên á, khi mà người ta mới lấy về á, thì nó không có cái độ đàn hồi tốt, và thứ hai nữa nó là dễ bị vụn ha. Tức là mình tác dụng lực hay cái gì đó thì nó dễ bị tách rời ra, nó dễ bị vụn. Và bây giờ cái nệm của các bạn á, nên bây giờ mình muốn làm một cái nệm đi, mình mới nhúng cái thì có đàn hồi đó, xong rồi hồi cái nó vụn nó hết trơn, mặc dù nó vẫn còn giữ tính đàn hồi nhưng bị vụn ra, thì cũng đâu thể nào mà tạo ra được một cái vật liệu, đúng không các bạn? Cho nên là lấy cái nhựa cây cao su đó về, người ta vẫn chưa có thể nào tạo ra được một cái vật liệu bằng cao su mà hoàn chỉnh được. Mà người ta phải làm gì? Người ta phải làm cái quá trình đó là lưu hóa cao su ha. Lưu hóa tức là làm gì đây? lưu này là lưu huỳnh đó các bạn, lưu này là lưu huỳnh ha. Chúng ta sẽ thu được cao su lưu hóa. Cái chữ lưu ở đây là lưu huỳnh. Cái cao su lưu hóa nó như thế này, nó sẽ có những cầu nối SS ha. Các bạn tưởng tượng nè, cao su thiên nhiên á, nó là những cái mạch như thế này, nó là những cái mạch như vậy. Bây giờ những cái mạch như vậy nó rất là rời rạc nhau, đúng không? Bởi vậy nó mới dễ vụn. Mặc dù nó là những cái mạch dài, những mạch dài nó rất là bền, nhưng mà nó lại dễ bị vụn ra, bởi vì nhiều cái mạch như thế này nó bị rời rạc, nó không có kết dính lại với nhau. Và sau đó người ta mới lưu hóa nó, có nghĩa là người ta nung nó với lưu huỳnh, với một số cái những cái phụ gia khác, để mà nó tạo những cái cầu nối SS ha. Nó tạo ra cái cầu nối SS, người ta gọi là cầu nối disulfide, disulfur á. Đây, những cái cầu nối SS nó sẽ làm nhiệm vụ là vậy nè. SS nối vô. SS nối vô. SS nối vô. Rồi tương tự ở dưới này, SS nối. Đó, các bạn thấy nó làm gì đây? Nó đang kết nối những cái mạch cao su thiên nhiên lại, đúng không? Nó đang kết nối lại. Thì khi mà kết nối lại như vậy rồi thì cái độ bền của nó sẽ tăng lên, nó không có dễ bị vụn nữa, bởi vì nó có những cái cầu nối rất là bền chắc để mà kết nối lại rồi. Và đó là lý do tại sao người ta mới nói cao su thiên nhiên nó có cấu trúc mạng gì các bạn, mạng không gian. Thấy chưa? Cao su thiên nhiên, xin lỗi, cao su lưu hóa chứ, cao su thiên nhiên thì có mạng không gian. Cao su lưu hóa nó sẽ cấu trúc mạng không gian. Đấy, rõ ràng nó tạo thành một cái mạng lưới. Nó giống như cái lưới mình đang lưới lại, lưới bắt cá, đúng không? Đây nè, nó sẽ cấu trúc mạng không gian. Được chưa? Rồi, đó là phần cao su ha. Mình nhớ một vài ý như vậy. Rồi, còn một phần nữa, còn một vật liệu nữa, nãy các bạn có nói là gì? Tơ. Đúng không? Tơ. Tơ thì người ta có thể phân thành hai loại. Đó là tơ thiên nhiên. Cái này tự liệt kê ha, là bông rồi tơ tằm vân vân. Cái thứ hai là tơ hóa học. Cái tơ hóa học được phân thành hai loại, là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. Được chưa? Là tơ thì người ta phân thành hai loại, là tơ thiên nhiên với tơ hóa học. Tơ hóa học được phân thành hai loại là tơ nhân tạo tổng hợp. Thực ra nó cũng giống như là cái phân loại của polymer thôi, đúng không? Nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà người ta gọi chung hai cái đứa này gọi là tơ hóa học, được không bạn? Người ta gọi chung hai cái đó là tơ hóa học. Rồi bây giờ tơ nhân tạo là gì, tơ tổng hợp là gì, thì chúng ta sẽ học ở bên bảng bên này. Được chưa? Chúng ta sẽ học bên bảng bên này ha. Rồi tới đây được chưa các bạn? Đó là vật liệu polymer thì chỉ có vậy thôi ha. Là trong cái bài vật liệu polymer thì trong bài chất dẻo, nó trong sách giáo khoa người ta liệt kê ra nhiều loại chất dẻo. Anh hệ thống những cái bảng bên cạnh, bên bảng ở trang 101, trang 102. Nó tương tự với phần cao su và tương tự phần tơ. Và cái đó là cái phần chính chúng ta sẽ học. Phần này chỉ mới là phần phụ thôi. Nhưng mà anh muốn các bạn hiểu về những cái nguyên lý cơ sở. Nguyên lý thì hơi ghê, nói chung những khái niệm thôi. Những khái niệm cơ sở của polymer ha. Rồi còn bên cái bảng này mới là cái vấn đề.
đi thi chủ yếu là nằm trong bảng này nha, đi thi chủ yếu là trong bảng này đấy các bạn. Đó, nhìn như vậy thôi một đống chỗ trống này nè, rất là khó học luôn thiệt, nhưng mà không được bỏ nha, tại vì đã nói rồi, đi thi đại học 4 câu polymer là một điểm, hiểu không? Một điểm á, các bạn chỉ cần 0.1 thôi là các bạn rớt đại học rồi, chứ đừng nói là một nha. Cho nên là không có được lơ là phần những cái phần lý thuyết nữa các bạn. Ok ha, rồi đó là vật liệu polymer. Rồi bây giờ mình làm vài câu trắc nghiệm cái rồi mình nghỉ. Bạn mở anh trang 103. Trang 103 ha. Rồi làm câu 1, câu 2. Rồi làm liền câu 1, câu 2 nha. Rồi câu 3 luôn. Làm liền câu 1, câu 2 và câu 3. Để chúng ta nhớ được một vài ý ha. Rồi chắc là hết thời gian thì mình sẽ không có kịp mà làm tiếp. Bữa sau mình sẽ làm hết cái món này. Bao nhiêu câu á? 40 câu ha. Chúng ta sẽ làm hết 40 câu. Còn phần còn lại các bạn sẽ tự làm nha. Phần còn lại bạn sẽ tự làm. Bữa sau chúng ta sẽ làm hết 40 câu. Rồi, em đi có 1, có 2 đứa các bạn. Trời ơi, Minh Thư nó còn comment trên Facebook nữa nè. Ghê chưa? Comment 34 phút trước. Kích nó ra khỏi lớp đi anh. Chị chết trời ơi, không à. Đâu, nãy anh còn thấy đứa nào đăng story nữa nè. Hình như là Thảo Hân đúng không? Không luôn. Trời ơi. Rồi, sửa nha. Rồi câu số 1 ha các bạn. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng hợp chất nào? Thì polyethylene là gì? Là nhiều những cái mắc xích được tạo từ ethylene. Người ta gọi là polyethylene, hiểu không? Như vậy thì cái monomer của mình sẽ là ethylene, được chưa? Lần này. Đừng nói này không biết ethylene lần nào nữa, đúng không? Cái này là acetylene ha. Rồi cái này là vinyl chloride. Được không nè, cái này là vinyl chloride. Làm sao mình biết vinyl chloride? Các bạn có thể nhìn nè, có phải phần này là gốc vinyl không? Đúng không, gốc có 2C, có nối đôi là vinyl. Này CL là chloride. Được chưa? Rồi, còn này là propylene ha, đây là propylene. Được chưa? Rồi, mình chọn câu C ha các bạn. Câu số 2, polyvinyl chloride được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào? Nãy mới nói xong, chất này là vinyl chloride nè, cho nên là cái sản phẩm sau phản ứng trùng hợp nó sẽ là polyvinyl chloride. Được chưa? Rồi, polyvinyl chloride được điều chế từ vinyl chloride bằng phản ứng trùng hợp. Đó vậy thôi, đơn giản mà. Được không? Rất là đơn giản ha. Rồi. Ok ha, rồi hôm nay chúng ta nghỉ. Nhiệm vụ của các bạn là nhiệm vụ là gì nhỉ? Để anh xem có nhiệm vụ không ta? Thôi.